Xin được kính chào và mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin 113 cập nhật các tin tức an ninh trật tự vào lúc 15 giờ. Thưa quý vị, ngày hôm nay, mùng 2 tháng 11, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Trung, 58 tuổi, trú tại phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào tối ngày 24 tháng 10, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Trương Công Định thuộc phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Xoài phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy chở ông Lê Quang Trung ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, ông Trung có biểu hiện say xỉn, liên tục buông lời thô tục xúc phạm, đập mũ bảo hiểm xuống đường, lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng và lấy xe máy định rời đi. Khi bị lực lượng chức năng ngăn cản thì bất ngờ ông Trung đã đấm vào đầu một chiến sĩ cảnh sát giao thông. Ngay lập tức, ông Trung đã bị khống chế, giao cho công an phường Tân Phú điều tra xử lý theo quy định. Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cũng vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Trương Văn Song, trú tại tỉnh Đắk Lắk, Trần Văn Tuyền, quê tại tỉnh Kiên Giang và Trương Văn Thành, trú tại tỉnh Đồng Nai để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Vào chiều ngày 28 tháng 10, tại ấp Xóm Đình, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, xảy ra một vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả một nam thanh niên bị chém gây thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Thành. Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành đã tổ chức lực lượng, rà soát, xác minh thông tin các đối tượng nghi vấn và tiến hành bắt giữ khi ba đối tượng trên đang lẩn trốn tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng vừa đấu tranh thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Hùng, sinh năm 1983, trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa về tội mua bán trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp. Vào lúc 17 giờ 20 phút ngày 31 tháng 10 năm 2024, tại km số 938+400 đường Mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận thôn 1 xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, khu vực sân bay Khe Gát, tổ công tác tiến hành phá chuyên án bắt quả tang đối tượng Đinh Văn Hùng khi đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến với trọng lượng gần 2 kg. Khai thác nhanh, Hùng khai nhận đó là ma túy tổng hợp. Đối tượng đang đợi giao hàng cho đối tượng khác thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang thụ lý kiểm tra xác minh tin báo vụ tổ chức đánh bạc dưới hình thức kinh doanh các trò chơi điện tử như gây bắn cá, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 101BH, tòa nhà Vinatech thuộc khu phố 1, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Kết quả điều tra xác minh, xác định công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 101BH do hai đối tượng làm chủ là Lưu Quốc Huy, sinh năm 1966, quốc tịch Mỹ, hộ khẩu đăng ký thường trú 102 Mỹ Hào, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, hộ chiếu số 47119234, và Lê Hoàng Khắc Vũ, sinh năm 1984, quốc tịch Việt Nam, hộ khẩu thường trú phường Bảo An, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã xác minh nhưng các đối tượng Huy và Vũ không có mặt tại địa phương. Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu Lưu Quốc Huy và Lê Hoàng Khắc Vũ liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ số 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo số điện thoại 0693-480-189 gặp điều tra viên Nguyễn Trung Dũng. Số điện thoại di động 0979-897-174 để làm việc và cung cấp tài liệu có liên quan. Thưa quý vị, liên quan tới vụ việc lái xe khách chèn ép ô tô tải trên cao tốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Khắc Mạnh Cường, sinh năm 1987, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, về tội gây rối trật tự công cộng.
Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, anh Hoàng Văn Hải ở Lạng Sơn điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 99C27391 di chuyển xe từ trạm dừng nghỉ km 23 để nhập làn vào đường cao tốc Nội Bài Lào Cai thì xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29G01302 do Đồng Khắc Mạnh Cường điều khiển đi ở làn giữa từ phía sau đến cố ý vượt ngang chèn ép xe ô tô tải của anh Hải, buộc anh Hải phải điều khiển đi vào làn dừng khẩn cấp. Tiếp đó, Cường điều khiển xe khách tạt đầu xe ô tô tải thêm một lần nữa, không cho xe tải vượt lên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã tổ chức xác minh điều tra. Kết quả điều tra ban đầu xác định trước đó Cường và anh Hải không quen biết nhau, không có mâu thuẫn gì. Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận trong quá trình lưu thông do một phút nóng giận nên đã không kiềm chế được bản thân, dẫn đến hành vi nêu trên. Thì sau tình huống đấy thì mình lái xe mà, nó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề, mình cũng có bực mình, nếu hậu quả thì rất là nhiều vấn đề với mình và gia đình luôn. Tôi có bức xúc, có hành động là tỏ thái độ với xe tải, là đi sát vào xe tải đấy, nhằm là để răn đe cho xe tải nó biết là nó là vô tình làm cho chúng tôi nguy hiểm như thế. Nhưng mà bạn xe tải thì chắc là cũng không để ý nên cũng không biết, thì cũng có di chuyển thêm một đoạn thì tôi lại nghĩ là bạn ấy có thái độ lại với tôi nên tôi có hành động tạt một lần nữa. Là người lái xe khách nắm giữ sau tay lái sinh mạng của nhiều người, hành vi của Đồng Khắc Mạnh Cường là rất nguy hiểm. Cái đường cao tốc Nội Bài Lào Cai là cái đường mà các phương tiện lưu thông nhiều và tốc độ của các phương tiện thì lớn. Do vậy là những cái hành vi chèn ép này thì gây nguy hiểm cho xã hội, có khả năng cao là gây tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông trên đường cao tốc thì có thể dẫn đến tai nạn giao thông liên hoàn, thì hậu quả thì sẽ rất nghiêm trọng. Cái hành vi của Cường này thì gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và tình hình trật tự an toàn giao thông nói riêng, nhất là trên đường cao tốc. Thế thì đối với hành vi chèn ép phương tiện khác trên đường cao tốc cái này thì sẽ bị xử lý hình sự, khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Đường cao tốc Nội Bài Lào Cai có khoảng hơn 30 km đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với các nút giao, trạm dừng nghỉ rất thuận lợi cho người dân đi lại. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt khi phương tiện nhập làn, chuyển làn ra khỏi cao tốc, nếu người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về quan sát, về tốc độ và bật phát các tín hiệu an toàn giao thông thì rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, những ứng xử không văn hóa khi tham gia giao thông trên đường cao tốc là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Lực lượng chức năng đã và sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, mỗi người tham gia giao thông cần chủ động nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông vì an toàn của chính mình và những người xung quanh. Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long vừa lặn đi và tìm được bé trai 14 tuổi tắm sông bị đuối nước trên địa bàn huyện Vũng Liêm. Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 1 tháng 11, người dân xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm gọi điện đến lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long trình báo về việc tại địa phương có một bé trai tắm sông bị đuối nước. Tiếp nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình tìm kiếm người bị nạn. Mặc dù đoạn sông sâu, thủy triều dâng cao, qua hơn 40 phút lặn tìm, thi thể bé trai đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 15 mét tại thủy phận ấp Trường Thọ, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay, ngành đường sắt đã chính thức thông đường sau sự cố tàu hàng bị chật bánh khi qua đèo Hải Vân ở Đà Nẵng. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 1 tháng 11, tàu hỏa chở hàng đang di chuyển vào đường số 1, ga Hải Vân Nam. Khi đến km 771 800, tàu bị chật bánh 3 toa xe. Các trục bánh xe của các toa trên văng ra khỏi đường sắt, làm 2 xe container trên các toa bị đổ vào đường số 2, 1 container bị đổ nghiêng về bên trái. Vào thời điểm này, tàu khách SE7 đang vào khu vực đường sắt Hải Vân hướng Bắc Nam, nhưng do vụ chật bánh tàu ASI2 nên không thể đi tiếp. Hành khách tàu SE7 được bố trí lên xe khách 45 chỗ trung chuyển đến Đà Nẵng để đi tiếp vào phía Nam.
Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội giết người. Đối tượng Đặng Thanh Tùng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Và đối tượng Châu Nai, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại ấp Trung An, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Lê Quốc Khánh, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú tại tổ 13, ấp Tân Hiệp B, thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Và đối tượng Nguyễn Anh Hào, sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại tổ 6, ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khỏe người khác dưới dạng thương tích cụ thể. Hành vi cố ý gây thương tích là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người khác. Theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, tù chung thân, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.